xuân bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân núi rừng rộn vui, mây tàng khoe khó khăn thiêu em tàng. Những chiếc bình đồng thư ghi chép nhắn hình như những giang chuẩn giàu tiêu ta. Thư em là ngàn câu thơ, là câu đối đỏ, là thật mơ giữa hành. Càng thiêu là ngàn cánh mai, là u ái ngọc ngà cho lính trần ngoài biên. Tôi có gì ta cả chân thành gửi về bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân núi rừng rộn vui,